Sáng đại chúng có khỏe không? Quý vị đi đường có bị lạc không? Giỏi quá, ta đi mấy lần rồi ha. Đi một lần và hôm nay được gặp nữa. Thì đại chúng mỗi lần về thăm chùa Văn Thù, hình như là kỳ này là lần thứ ba phải không? Lần thứ ba. Nhưng mà khi mà được về đây á, thì trong lòng nó có một cái niềm vui là như mình được về thăm một người sư huynh lớn của mình. Và cái tâm nó rất là thoải mái, là giống như mình về chùa nhà vậy. Và đặc biệt là khi về đây á, là cái vị điều đầu tiên là bước tới cửa chùa là thấy nguyên hàng thông đứng sẵn. Quý vị biết nguyên hàng thông không? Hồi sáng Pháp Hòa bước vô cái gặp cái anh chị đứng hai bên mặc áo xanh hết trơn. Cái Pháp Hòa mới chọc, Pháp Hòa mới nói trời ơi xanh ngắt một màu. Mấy anh chị hỏi thầy có thích không? Nói tên thầy đứng đầu là chữ thích mà hỏi gì nữa. Thưa đại chúng, là hôm nay theo âm lịch là ngày mùng 8 tháng 2. Nếu mà nói theo lịch sử của Đức Phật, căn cứ vào những cái ngày mà chúng ta được ghi nhận đó, thì hôm nay đúng là ngày kỷ niệm ngày Thái tử Siddhartha đi xuất gia, là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Tuần sau á, ngày rằm tháng 2 đó, là kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là những ngày kỷ niệm của Đức Phật mà người Phật tử chúng ta cần để ý. Đức Phật nguyên là một vị Thái tử, ngài đã ra đời tại thành Ca Tỳ La Vệ thuộc nước tại thành Ca Tỳ La Vệ và bây giờ là Nepal đó. Thì cái ngày sinh đó là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Ngày đi xuất gia mùng 8 tháng 2. Ngày thành đạo là ngày rằm tháng Chạp. Và Đức Phật Niết Bàn là rằm tháng 2. Và vì vậy cho nên đó, ở bên truyền thống Nam Tông đó, người ta không có tổ chức lễ Phật thành đạo riêng, người ta không có tổ chức lễ Phật Niết Bàn riêng, mà người ta gộp chung ba lễ lại thành một: lễ Phật Đản, lễ thành đạo và lễ Niết Bàn chung một ngày vào cái ngày rằm tháng 4 mỗi năm khi tổ chức lễ Phật Đản. Và người ta để một cái bảng phía trước là kính mừng đại lễ Tam Hợp. Tam Hợp tức là ba lễ hợp lại thành một, là Phật Đản, thành đạo và Niết Bàn. Bởi vì ngày xưa sự đi lại rất khó khăn, cho nên người ta muốn gọn, muốn thuận tiện cho chư Tăng, thì người ta gom ba lễ lại làm một, cho nên lễ Tam Hợp. Và đối với nước Á Đông như là Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản thì chúng ta giữ nguyên như vậy. Lễ Phật Đản là Phật Đản, lễ Niết Bàn là Niết Bàn, xuất gia là xuất gia. Nhưng mà đa phần thì các Phật tử, phần lớn thì nhớ ngày Phật Đản nhiều hơn, tại hầu như là lễ Phật Đản ở đâu cũng tổ chức rất là trọng thể. Tuy nhiên á, có một ngày quan trọng nữa mà chúng ta không thể quên và phải làm lễ. Chữ phải ở đây không phải là Đức Phật bắt mình phải, mà đây là bổn phận của mình, để mình nhắc nhở mình cái ngày trọng đại đó. Đó là ngày Đức Phật thành đạo, ngày rằm tháng Chạp, tức là trước Tết 2 tuần. Theo một số truyền thống người ta tổ chức nữa đó, thì cái rằm tháng Giêng á, thật ra là cái lễ nguyên tiêu của Trung Quốc. Nhưng mà nó cũng trùng hợp với mình là bởi vì đúng ngay cái ngày đó Đức Phật đã tuyên bố là 3 tháng nữa Phật sẽ Niết Bàn. Tức là theo quan niệm của Nam Tông là Phật Niết Bàn cũng vào rằm tháng 4. Cho nên rằm tháng Giêng là Phật tuyên bố là 3 tháng nữa Phật sẽ mất. Nói theo bây giờ cho dễ hiểu vậy đó.
rằm tháng giêng, rồi rằm tháng hai, rằm tháng ba, rằm tháng tư, đúng 3 tháng sau Phật sẽ niết bàn, như là một lời thọ ký, tức là cho biết trước là Đức Phật sẽ viên mãn sự nghiệp ở cõi Ta Bà. Cho nên một người Phật tử hôm nay chúng ta cũng vui mừng vì ngày hôm nay là ngày Thái tử Siddhartha vượt thành nửa đêm đi xuất gia. Trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta có ban ngày và ban đêm. Thường thường mà hễ nói ban ngày thì người ta đều nghĩ tới cái gì nó sáng, sáng sủa, trong lành. Cho nên làm việc gì người ta cũng thích làm vào buổi sáng. Ví dụ như quý vị muốn dọn ngôi nhà mới, thí dụ vậy đó. Hay là mình muốn bắt đầu là mở một cửa hàng, thì cho dù mà không biết coi ngày, không biết coi giờ gì, nhưng mà cái giờ tốt nhất là buổi sáng. Vì ai cũng nghĩ rằng cái buổi sáng là bình minh, mặt trời mọc và tinh sương còn, mọi thứ nó còn mới, nó bắt đầu một ngày mới. Thì mình làm việc gì mình bắt đầu làm vào buổi sáng là tốt. Cho nên trong 3 bữa ăn, bữa ăn sáng vẫn quan trọng hơn những bữa ăn khác. Và thậm chí có những vị mà người ta theo y học, người ta còn xác định là ăn sáng là vua ăn, ăn trưa là quan ăn, ăn chiều là dân ăn. Có nhiều còn người còn ăn tối là ăn mài ăn. Tại sao người ta nói như vậy? Bởi vì sau một cái cơn, một cái 8 tiếng mình ngủ, cái bao tử mình nó làm việc đó, tiêu hóa thức ăn rồi, sáng dậy bao tử mình nó trống, và mình có ăn uống thì nó đủ, nó tiếp nhận những cái bổ dưỡng để nó nuôi mình một ngày đó. Cho nên ăn sáng rất tốt. Ăn sáng là vua ăn. Còn buổi trưa ăn cũng được, nhưng mà ăn theo đó là thấp xuống chút quan. Còn ăn bắt đầu từ buổi ăn chiều là đã không tốt rồi. Cho nên người ta nói ăn chiều là dân ăn. Nhưng mà ăn tối lại càng tệ nữa. Cho nên mình ví dụ như 9-10 giờ mình bày ra mình ăn là tại một là mình đói bụng sau một ngày làm việc. Nói chung là hay là vì một cái sự kiện gặp nhau vui vẻ mình ăn, chứ nếu mà ngày nào tối nào mình cũng tập cho mình một cái thói ăn quen là ăn chiều rồi mà tối trước khi đi ngủ cũng phải ăn tô mì, tô hủ tiếu gì đó, lâu ngày thì trên cái phương diện bình thường là ta vẫn thấy là ăn tối là bụng bự nè, khó tiêu nè, không rồi dễ mập và vân vân. Cho nên ăn tối là ăn mài ăn. Người ta nói như vậy để ta nói tính cái tệ của cái buổi ăn tối, ăn khuya đó. Cho nên mình hay có thói quen là ăn theo người Tàu là xíu dạ. Xíu dạ là ăn tối, nhưng mà ăn khuya vậy là không tốt. Cho nên mình không cần phải là một thầy bói. Mình không cần, nếu mình không coi ngày coi giờ thì tự mình biết là muốn làm cái gì buổi sáng là tốt nhất. Ngay cả giờ ngồi thiền, quý vị bây giờ quý vị nào mà có ngồi thiền đó, quý vị thấy là ngồi thiền buổi sáng tốt thì ngồi thiền buổi trưa tốt. Buổi sáng tại mình ngủ dậy sau mấy tiếng là cũng có một chút năng lượng rồi. Rửa mặt rồi trời không quá nóng, thấy không? Trời mát mẻ mình ngồi thiền dễ chịu. Và buổi trưa thí dụ như lát nữa chừng 2 giờ ăn trưa xong mà còn no 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 mà trời mà oi bức ở ngoài mà ngồi ở trong giống như ngày hôm qua mà 2 ngày nay trên mây từ vậy đó. Giờ đó là nói là ngồi thiền vậy, chứ thật sự là cho quý vị ngủ á. Nhưng mà ngày mình không lẽ mình để tuyên bố là 2 giờ tới 2 giờ rưỡi ngủ. Giả bộ để chữ cho nó oai phong vậy mà ngồi thiền. Nhưng mà mình vẫn biết là ngồi đó là nhắm mắt là ngủ thôi. Thì mình thấy là buổi sáng mà hãy mẹ nói cái gì mà ban đêm, có nghĩa là cái gì nó không có. Thường thường mà người ta làm gì mê mờ thì thường là vào ban đêm. Cho nên tại sao Thái tử Sĩ Đạt Ta không đi tu ban ngày? Quý vị thấy là Đức Phật á, đi xuất gia là đi nửa đêm, mà khi mà Ngài thành đạo là rạng sáng, bình minh vừa ló dạng. Mà thậm chí ngay khi mà Ngài đản sinh
tại vườn lâm tỳ ni thành ca tỳ la vệ, ngài vẫn đản sinh vào buổi sáng. Trên đường hoàng hậu Maya trở về quê hương của ngài để hạ sinh thái tử. Nếu mà Phật đã, nhưng mà khi mà Đức Phật đi xuất gia là Đức Phật cố tình đi ban đêm. Nếu nói theo sự, ngài đi tu có được ủng hộ không? Mà không ủng hộ thì phải đi lúc nào? À, trốn. Mà trốn thì đi đâu? Đi ban đêm hay đi ban ngày? Đi đêm chứ. Có tên trộm nào mà trộm ban ngày? Trừ khi nó biết nhà không có ai. Còn không, nó muốn ăn trộm, ăn cắp, nó phải đi ban đêm. Thì ở đây á, cái buổi tối đó, ban đêm đó là tượng trưng cho mê mờ. Mà trong cái đêm mê mờ, bỗng dưng có một người tỉnh. Cho nên khi mà Đức Phật chọn cái ngày đi tu, nếu mà nói về cái sự kiện mà là đúng như vậy là phải đi ban đêm thôi, vì ngày trốn đi mà. Ngày trốn đi mà. Ngày xưa ngài Huyền Trang á, đi qua Ấn Độ thỉnh kinh á, ngài đâu có đi ban ngày, toàn là đi ban đêm. Bởi vì lúc đó á, cái vấn đề chính trị giữa các cái nước sát bên Trung Hoa đó đâu có tốt. Nghĩa là họ rình rập với nhau trong cái vấn đề là xâm chiếm. Làm gì mà ngài Huyền Trang được vua Đường cấp cho cái giấy mà đi thông hành và đi qua các nước. Ngài trình cái giấy mà ngài xin đi, vua Đường đâu có cho đi. Thì cuối cùng ngài phải lén ngài đi. Và quý vị đọc lại cái sử mà ngài ghi lại cái đoạn đường ngài ra khỏi cái đất nước Trung Hoa. Thì trong đó ngài mới để là ban đêm á, là những người lính họ canh là ngài lén lén ngài đi. Xong rồi tới gần sáng ngài tấp vô một cái bụi, một cái gốc nào đó ngài nghỉ. Rồi chờ tối khuya mới đi tiếp. Còn cái chuyện mà mình thấy là vua Đường dẫn ngài ra tới cửa thành rồi lấy miếng cát để vô trong ly, ngự đệ hãy uống đi để nhớ đất quê hương, đó là tiểu thuyết. Toàn bộ những chi tiết trong Tây Du Ký không có thật. Đó là một bộ truyện hư cấu do ông Ngô Thừa Ân ông dựng lên. Nhưng mà ông không phải ông dựng tự nhiên, ngẫu nhiên ông làm, mà ông làm có cái ngụ ý trong đó. Ông là một cái người mà cũng có hiểu Phật Pháp. Và thời đó là cái thời phong kiến. Con người luôn luôn bị cai trị bởi vua chúa. Và đồng thời luôn luôn cái gì cũng phó thác cho ở trên trời đất, Phật tiên gì, chứ mình bản thân mình không có quyền gì hết. Cho nên một con người có ý chí muốn vượt cái đó, cho nên mới đặt ra một cái nhân vật là Tề Thiên Đại Thánh. Nghĩa là có cái ý chí muốn vượt, muốn không có muốn bị lệ thuộc vua chúa hay là trời đất gì cả. Khi nào quý vị có dịp mà nghiên cứu Tây Du Ký thì mình nói chuyện đó. Ở đây mình nói tới cái vấn đề là đi ban đêm. Vượt thành nửa đêm có nghĩa là trong cái tối, trong cái sự mê mờ thì có một con người tỉnh giác. Chúng ta cũng vậy. Trong cái sự đau khổ tự nhiên mình giác ngộ. Ít có khi nào mà mình nghe Pháp mà mình giác ngộ. Phần lớn là do khổ đau. Rồi khổ đau quá, buồn quá, giờ nghe nhạc cũng chán. Nghe người ta đồn Phật Pháp đồ, kiếm coi gì có linh linh không. Mới đầu mình đi kiếm cái gì linh linh đó. Coi có kinh kệ, có thần chú gì linh linh không. Hay là mình khổ quá mà mình bị người ta hất hủi như thế nào đó, mình nghe người ta nói duyên, bây giờ tôi biết tôi với người đó duyên gì. Cho nên mình vô mình Google, mình bấm 2-3 chữ duyên. Trùng cái gặp có nhiều ông thầy giảng 12 nhân duyên, tình duyên, nợ duyên. Có chữ duyên là mình click vô mình nghe thôi. Nhưng mà không ngờ đúng là cái duyên. Có nhiều thầy đã khai mở cho mình được và từ đó mình giác ngộ. Cho nên cái đêm đó Thái tử Sĩ Đạt Ta gõ cửa phòng, bảo người hầu Sa Nặc hãy thức dậy lấy ngựa ra đưa ta vượt khỏi thành. Thì ông Sa Nặc ông mới trả lời: trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? It's midnight, where you want to go?
Thì nếu như mà mình bình thường mình nói không đi giờ, không lẽ ban ngày đỡ đi. Nhưng mà Thái tử trả lời lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Tại sao nhà chùa không tụng kinh giờ nào mà lại mới sáng sớm 3-4 giờ dựng dậy tụng kinh? Vì cái giờ đó là giờ ngủ ngon nhất, giờ đó là giờ nướng thơm nhất. Bánh mà mới có pha bột để vô trong lò, nó chưa có chín thì nó gì làm gì nó bốc mùi thơm. Nướng chừng tiếng hồ sau bắt đầu bột nó hơi săn săn lại rồi, nó cháy cháy bắt đầu mùi thơm mới có. Ngủ cũng y vậy, đầu hôm còn suy nghĩ, còn lo toan, còn lăn qua, còn lộn lại, lát mòn mỏi bắt đầu đưa em vào giấc mộng. Và giờ mà 4-5 giờ sáng là trời mà lạnh lạnh, mà được trùm cái mền Hàn Quốc rồi là bắt đầu ngủ ngon. Nhưng mà các tổ thì lại giờ đó lẽ ra phải thông cảm là được ngủ sao không? Người tu là không được để cho những cái đó nó lôi mình, cho nên bắt dậy giờ đó. Rồi dậy giờ đó rồi á, sợ mình thấy vô lý quá, cho nên các tổ chế một câu nữa: thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Tưới mình để cho mình hăng hái lên. Thùy miên thỉ ngộ nghĩa là ngủ nghỉ mới dậy. Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Nhất thiết trí giác là có tất cả các thứ trí giác, hoặc là có trí giác để biết khắp tất cả. Biết khắp tất cả để làm gì? Để thương đến tất cả mười phương, đói khắp thập. Nhất thiết trí giác châu cố thập phương, mình thương, mình trang rãi tình thương của mình đến mười cõi. Còn Hòa Thượng Làng Mai thì Ngài cho mình một bài kệ thiết thực, rất dễ học và dễ nhớ. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thức dậy mình đọc câu đó rồi cái thì tự nhiên mình thấy tâm hồn mình nó làm sao, nó phơi phới, nó nhẹ nhàng, mà mình thấy sự ngồi dậy này không có gì khổ đau cả, mà mình dậy vì mình có mắt thương nhìn cuộc đời, tưới tẩm mình. Rồi bây giờ biểu lên là tụng kinh, rồi bắt đầu các ngài mới soạn cho mình một cái nghi thức để mình tụng. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa lại chúng một chút lịch sử, như mình ôn lại, chứ còn đã là Phật tử thì phải biết lịch sử Phật thôi. Còn nếu mình không biết thì mình phải có bổn phận đi tìm hiểu. Mình phải có bổn phận đi tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật. Quý vị có thể đi tìm bộ Phật học phổ thông, quý vị có thể đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Những cái cuốn đó, đặc biệt là cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, nói rõ về cuộc đời Đức Phật, nói chi tiết và đồng thời cho mình một vài cái sự kiện về cuộc đời của Phật. Hay lắm. Cuốn đó do Ngài Naranda, người Tích Lan soạn và đã được cụ Phạm Kim Khách dịch. Mà cái cuốn đó vẫn là cái cuốn, một trong những cuốn mà người Phật tử cần có để nghiên cứu, để học. Ngoài ra còn có những cái cuốn như là, có vị có thể đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng. Đường Xưa Mây Trắng rất là hay. Và nếu ai mà đọc không nổi nữa thì bây giờ người ta có đọc sẵn vô cái dĩa MP3 rồi. Không, chỉ cần mở ra nghe, đi trên xe nghe. Nhất là ban đêm mà nằm nghe là hay lắm. Tại biết sao hay không? Đường xưa mây trắng, đưa mình lên mây. Thì nói chung là có những cuốn sách viết về cuộc đời Đức Phật rất là hay, thì đại chúng nên
có thời gian học đọc để mà chúng ta biết thêm về cuộc đời của Ngài. Ở đây mình nói tới cái mê mờ thì nó cũng giống như mình tu vậy. Sở dĩ mà mình tu á, có nhiều khi mình sẽ đặt một câu hỏi là tại sao trong cuộc sống này mình cứ bình thường đi, cứ ăn uống rồi chơi thoải mái, mắc cái chi mà mình phải nhiều cái chuyện gọi là đạo giáo, như là đi chùa rồi tụng kinh, đi giữ khóa tu rồi nghe pháp, sao nó rườm rà, nó lung tung quá. Có nhiều khi mình cũng thỉnh thoảng nó cũng khởi khởi chút chút vậy đó. Rồi đặc biệt mà nếu mà gặp bạn bè mà người ta không có cùng đồng cảm, đồng cái đường của mình, cái người ta cũng nói vô nói ra một hai câu. Hoặc là đôi khi mình đi rồi mình bị gặp những cái phiền não chướng ngại trong chùa, trong đạo, rồi cái mình cũng thấy thôi phiền phức quá, thôi hồi xưa tôi không tu sao tôi thoải mái quá. Giờ càng đi chùa tôi càng phiền não thế này thế kia. Thưa đại chúng, tất cả những cái đó chúng ta chỉ gom lại một chữ thôi, đó là chướng. Chướng là gì? Tức là chướng ngại của mình. Những cái bên ngoài mà nó chùng bước mình đó, nó là chướng ngại. Nhưng mà cái chướng ngại á, mình có thể dẹp được. Ví dụ như người ta chặn lại cái con một cái sợi dây không cho xe vô, mà bây giờ mình chỉ cần bước xuống, mình bưng cái sợi dây đó qua thì mình có thể đi được. Thì cái vật gì mà bên ngoài nó cản mình thì cái vật đó gọi là chướng ngại. Còn những cái gì mà mình gói gọn nó lại, mình cất ở trong lòng, mình không xả được, thì cái trường hợp đó gọi là chướng gì? Chướng nạn. Chướng nạn nó nặng hơn chướng ngại. Bởi vì cái chướng ngại là cái vật bên ngoài mình dẹp được, mà cái chướng nạn là cái mà mình đã chấp nó, mình cột nó, mình gắn nó, mình để nó trong lòng. Mà một trong những cái chướng đó là phiền não chướng. Quý vị có đồng ý là cuộc sống của mình mà không khéo là sinh khởi phiền não dễ lắm. Có đôi khi mình thích quá đi cũng là một loại phiền não đó, tại vì vắng chút mình chịu không nổi. Cho nên ăn ngon cũng phiền não, bởi vì bữa nào mà ăn dở mình phiền là mình không thích. Cho nên thích ăn ngon cũng là một loại phiền não. Bữa nào mà đồ ăn, thức ăn nó dở thì mình lại không vui. Đừng có nói chi mình thức ăn nóng, mà bữa nào mà thức ăn nó nguội chút là mình cũng hơi không thoải mái rồi. Rồi cho nên cái chữ phiền não là vậy đó. Phiền não không có nghĩa là cái gì mà người ta chọc ghẹo mình, tức giận lên, cái gì mình không thoải mái, không bằng lòng, thậm chí mình nhung nhớ nó, mình trở ngại trên cái sự tiến bộ tu hành của mình, đều là phiền não hết, dù là thương hay ghét. Ở trong Đức Phật thường hay dùng cái từ, những cái câu, một cái ví dụ như thế này: kẽm nè, chì nè, thao nè, cát bụi gì đó mà nó tạp nhạp vô á, thì nó làm cho mình không thấy được cái chất vàng. Bây giờ muốn lọc cái chất vàng thì phải lọc mấy cái chất đó ra. Kẽm thao đồng chì lấy nó ra thì nó mới hiển lộ cái chất vàng. Cái người tu ta cũng vậy. Nếu như mà trong mình đó còn tham, còn sân, còn hôn trầm, tức là giả dưỡi mệt mỏi, còn phóng túng, còn nghi ngờ, thì năm cái này nó chướng ngại cái sự tu của mình. Ai cũng biết căn bản tam độc là tham sân si. Người nào đi chùa ai giảng nói rồi cũng diệt tham sân si, khuyên ai cũng thôi đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Mà chính bản thân mình còn không? Còn, làm sao hết được? Đó là một sự thật mà. Vì mình còn là một con người thì phải có tham sân si. Nhưng mà cái đặc biệt của một con người có tu là biết mình có tham sân si,
tìm cách để mà điều chỉnh tham sân si, chứ không có gì hết. Đây là một cái mức tu, là một sự tích cực. Như vậy thì mình đi chùa, mình nghe pháp là vì mình muốn học cái một cái phương pháp tích cực để cải hóa mình, để cho mình sống dễ thương hơn, mình sống đẹp hơn với mình, với người xung quanh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình đi làm á, mình cũng muốn đi làm cho tốt hơn mỗi ngày. Để làm gì? Để được lên lương, lên chức, và để giữ cái job mình cho tốt. Và đặc biệt nữa là tự bản thân mình phải biết, biết nhiều là tốt. Thì ở đây trong cuộc sống mà chúng ta cũng phấn đấu như vậy, thì cái sự tu, cái sự nghiệp tu của chúng ta cũng phải phấn đấu như vậy. Đây là mặt nội tâm. Còn vật chất mình đi làm để mình có được một cái công việc tốt là mình phấn đấu để mình học hỏi, mình làm việc. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói cái vấn đề này. Rồi bây giờ mình kiểm lại. Thứ nhất là tham thì mình thấy rồi, biết rồi. Sân thì thôi từ từ mình nói rồi. Giờ hôn trầm nè, mình có bị hôn trầm không? Hôn trầm là gì? Là giả dưỡi, là buồn ngủ, là mệt mỏi. Bình thường á, mình ngồi mình nói chuyện á, mình có thể nói 2 tiếng đồng hồ. Mà hễ mà bắt đầu vô tụng kinh á, Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi, mình nghe chữ nhãn nhãn là mình thấy khoái rồi đó. Hình như có mình trong đó rồi đó. Thiên thủ, thiên nhãn. Mà nó đặc biệt, nó hay cái là ngủ mà cũng vẫn là kinh, nó hay. Ta ngồi cái bên mà ta tưởng mình vẫn tụng mà thiệt sự là mình ngủ. Mà thưa đại chúng là đặc biệt mà nó buồn ngủ, mà nó buồn ngủ đâu, trong bụng á. Có nhiều khi mình nhắm mắt, mình liêm diêm trong thời kinh vậy mà giống như mình nãy giờ mình ngủ được giấc vậy đó. Thì cái trường hợp mà mình bước vô trong giờ kinh, bước vào một cái thời pháp mà chúng ta bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ đó, thì cái đó gọi là hôn trầm. Rồi cái kế đó là gì? Là phóng túng, là buông lung. Thường thường á, mình tu á, ai cũng nói thôi đừng có cố chấp, nhẹ nhàng đi, phóng khoáng. Phóng khoáng là gì? Thoải mái. Nhưng mà phóng khoáng mà không khéo đó, thành ra phóng túng. Pháp Hòa ví dụ như á, mình đi chơi, mình đi chơi mà mình phóng khoáng, mà mình không biết được cái limit tiền bạc, bổn phận của mình, thì đôi khi mình đi quá cái đà tiền bạc của mình, bổn phận của mình. Mà khi mà phóng theo nó rồi á, nó thích rồi á, nó ghiền rồi á, quay trở lại khó. Cho nên tại làm sao mà người tu theo Phật giáo, đặc biệt là quá nhiều cái nghi lễ hình thức, nội cái ăn thôi là phải ăn chay nè, không rượu chè nè, giảm tivi nè. Nói chung là nói tới cái người tu Phật giáo á, mình có cảm giác như là họ một cái người khổ hạnh. Tu mà phải cắt giảm những cái đó. Có những người người ta cũng tu mà người ta đâu cần phải mặc mấy cái này. Thậm chí người ta ra đường quý vị chẳng biết họ là người tu. Tóc vẫn còn để, rồi mặc đồ thường cho mình không biết. Và quý vị biết không, các thầy mình ở đây, bên Phật giáo Việt Nam mình là đỡ, là chỉ bắt cạo đầu chứ chưa bắt cạo chân mày. Nếu mà đi qua Thái Lan, đi qua Miên á, là cạo đầu là cạo luôn chân mày. Biết chi không? Nghĩa là cạo đầu cũng chưa bảo đảm ông đó tu nữa. Mà ông nào tu thiệt là dám hy sinh luôn cái này. Bởi vì nếu mà cái chân, cái đầu mà cái mặt mà không có cái chân mài, thì giống như cái bàn mà không có cái tấm trải. Nó xấu đau xấu đớn. Cái đó là cái truyền thống Thái Lan, là để ngăn chặn những trường hợp là có những vị cạo đầu mà còn đi vào những cái nơi chốn mà không thích đáng cho người tu.
Cho nên hễ mà bước vào chỗ đó mà thấy ông nào đầu cạo mà chân mày cạo là ông này đồ thiệt nè, mà bữa nay phóng túng ra tới đây nè. Cho nên mình thấy làng là cạo chân mày. Vậy thì bây giờ mình hỏi là tại sao chúng ta phải có những cái hình thức như là ăn mặc như thế này? Thưa đại chúng, là để nó thúc liễm, nó gò bó một con người. Mình đắp một cái bộ y lên mà mình đi lăng xăng, thậm chí là mình chỉ trỏ, mình mắng mỏ thì nó xấu quá. Cho nên nhờ cái bộ áo đó đó, nó cũng thúc liễm được con người mình một phần nào. Ăn chay chẳng là tu gì cả, nhưng mà nhờ cái miếng ăn chay á, nó thanh đạm, nó ít nghĩ tới vấn đề sát sinh, nó cũng làm cho con người giảm cái tánh hung dữ. Nó đóng góp một phần nào trong cái sự tu hành của mình, chứ nó không phải là toàn vẹn. Nó giảm đi những cái tính dục, nó giảm đi những cái sân si do món ăn. Bây giờ cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thí dụ như chúng ta nói bữa nay á, nhà có khách mà ở đâu xa lắm, mấy chục năm rồi mới gặp, mà cái chị này, cái anh này thích ăn cháo gà lắm. Mà nếu như mà mình ở những cái đất nước như Canada là bảo đảm là không có cái chỗ nào bán gà sống, toàn là gà đông lạnh. Nhưng mà ở Cali này á, thì có à. Có những cái chỗ mà người ta bán những con gà sống, rồi mình tự mình mua về, mình làm việc á. Thì khi mình nghĩ tới cái đó thôi là cái chuyện đầu là đi mua nó về, rồi sẽ nấu nước sôi làm sao, phải cắt cổ làm sao. Thì bắt đầu một cái quá trình mà sát sinh á, nó có mặt. Một cái quá trình bởi vì mình làm á. Rồi quý vị thấy như là chúng ta sống ở Việt Nam á, con nít á, nó lãng vãng trong hàng xóm, nó thấy người ta cắt cổ gà, cổ vịt, thậm chí là thọc huyết heo. Những cái cảnh sát sinh nó thấy thường, đập đầu cá lóc đồ nó thấy thường. Cho nên cái tính hung dữ ở trong nó cũng có phần. Bây giờ quý vị mà đưa mấy cái hình ảnh đó cho con nít mình ở đây mà coi, nó sợ. Vì nó không bao giờ nó thấy những cảnh đó. Cái đó mình nói không phải là mình, nhưng mà mình biết rằng chúng ta sống ở cái môi trường nào thì cái sự lôi kéo, cái sự dính mắc nó sẽ đi theo cái môi trường đó. Cho nên nếu mà chúng ta sống ở một cái môi trường mà lành thiện, thí dụ như mình sống ở đây nè, mình được thực tập là không bỏ rác bừa bãi. Nhưng mà thí dụ thôi, một cái khu vực nào mà toàn là dân Việt Nam mà sống mà không có một cái nhận thức như vậy là thế nào cũng sẽ có rác. Người Mỹ ở đây là không có chen lấn, xếp hàng đàng hoàng. Còn mình là bất chấp, người ta đang xếp hàng cũng xẹt vô, chị cái này mấy đồng tôi trả nè, tôi gấp. Nhưng mà cái người bán thì họ không thể nào nói xin lỗi chị ra chị xếp hàng. Người bán là money là first, ai đưa tiền thì mình nhận thôi. Nhưng mà lâu ngày như vậy thì chúng ta trở thành một thói quen mà thiếu cái tế nhị trong cái sự tiếp xúc qua lại trong đời sống. Người ta đang xếp hàng mà mình vẫn chen chân, thậm chí khạc nhổ, thậm chí bỏ rác bừa bãi. Thành ra cái môi trường sống nó cũng quan trọng. Tại sao mà Phật tu mà Phật thì phải đi vô rừng? Các vị, tại vì thời đó thứ nhất là chỉ ở trong rừng mới có các đạo sĩ, các người ta ẩn tu. Còn mình bây giờ á, mặc dù mình nói mình về chùa mình tu, chứ cái môi trường này nó vẫn quá tốt, phải không? Bây giờ mà mời vô đây ngồi, mặc dù là cái chỗ này nó dày nè, nhưng mà không có cái bồ đoàn, không có cái tổ cụ thì ngồi đâu có nổi. Rồi có tổ cụ, có bồ đoàn rồi, nhưng mà mình vẫn request, xin cho cái ghế tại ngồi không nổi. Đó, vân vân. Cho nên mình sống ở một cái môi trường nào rồi thì mình quen, mà thiếu một chút chịu không nổi. Cho nên mà nếu như mà cái này là mình đã hạn chế lắm rồi đó, thoải mái, dễ chịu nhất trong những cái, còn hơn nữa không được, không thể nào chấp nhận rằng
thầy ơi tôi mệt quá, tôi có thể đem cái giường ra đây tôi nằm được. Limit thôi chứ, cho anh thoải mái mức mức độ mà thưa đại chúng, mà cái thoải mái nó dễ làm mình ngủ. Cho nên ngày xưa mà các vị mà ngồi thiền, tại sao không cho giữa lưng? Tại giữa lưng là một hình thức thoải mái, hả? Mà thoải mái là dễ ngủ. Cho nên mà hơn nữa đó, mình dựa như vậy đó thì cái hơi thở mình nó không có thông. Mình phải thẳng lưng thì cái hơi thở mình nó thông, mình dễ ngồi thiền. Quý vị không tin mà hôm nào quý vị nhìn những vị mà ngồi ghế salon, ngồi coi tivi cái bằng ghế salon, ngồi hồi là bắt đầu nó hát gì nó hát ở đây, là mình cứ đồng ý mình khò thôi. Bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta nhận ra những cái đó rồi. Giờ bây giờ quý vị kiểm ha: tham, sân, hôn trầm, phóng túng, nghi ngờ, năm cái này mình có không? Rồi có bao giờ mình nói trời ơi tôi bị cái này hoài mà không biết sao tôi chấm dứt không? Cũng có chứ, mình cũng muốn hết chứ. Tụng kinh mà sao nó cứ lo ra hoài, nó không có lo vô. Mặc dù mắt nó nhìn vô mà cái tâm thì nó lại lo ra. Cho nên ở đây ca cũng ca ra nữa. Bây giờ Đức Phật nói dạy trong kinh nè. Bây giờ thứ nhất là mình nhận thức mối nguy hại của đối tượng. Bây giờ 6 điều kiện để mà làm sao chúng ta giảm cái tham. Và trước hết mình nói chữ tham á, thì tham á, mình thường thường mình nghe chữ tham á là mình thấy mình nghĩ về cái mặt xấu nhiều hơn là mặt tốt. Nhưng mà bản chất chữ tham á, nó không có là gì mà nó chỉ có nghĩa là muốn. Chữ tham nghĩa là muốn thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình muốn thì muốn cái gì? Có nhiều người ta muốn tu đâu có xấu, hay không? Muốn trở thành người tốt đâu có xấu. Vậy thì cái chữ muốn á, đa số là chúng ta bị hiểu lầm theo cái xấu là người đó tham lắm. Hãy nghe người ta nói tham lắm cái mình là bắt đầu mình định nghĩa ra là người này xấu. Nhưng mình chẳng hỏi ủa tham gì, biết đâu chừng ta tham tu. Nhưng mà mình muốn nói về ai xấu là mình dùng chữ một thôi, đừng chơi với người đó tham lắm. Và mình luôn luôn nghĩ về cái mặt xấu. Chẳng hạn như á, việc gì nó đến cái mình nói nghiệp, quả báo, mấy cái từ đó là mình bị chuyên môn, mình nghĩ cái mặt xấu nhiều hơn là mặt tốt. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới cái chùa Văn Thù, thấy đẹp mà trang nghiêm, Phật tử mà nghiêm túc, cái mình nói ông thầy này quả báo. Trời ơi, làm gì quả báo? Ủa tôi đâu có nói xấu đâu. Do thầy tu tập tốt, chánh báo thầy tốt, cho nên nhìn đây là y báo, mà cái y báo tốt này là quả báo. Thầy gieo nhân tốt thì quả báo tốt. Thì cái chữ quả báo đó đâu có nghĩa là xấu. Mà đa số chúng ta hãy nghe chữ quả báo là chúng ta nghĩ cái mặt xấu. Nghe chữ tham cái mình nghĩ mặt xấu, mà thậm chí nghe chữ nghiệp luôn. Ví dụ mình gặp thầy, nghiệp, tôi làm gì nghiệp? Mà nghiệp là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu? Ví dụ như bây giờ mình gặp ai mình cũng mô Phật, thì cái đó có phải nghiệp không? Nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Nhưng mà mình lại không nghĩ như vậy. Cho nên thỉnh thoảng mà phải nhắc lại để đại chúng đừng có lầm là cứ nghe chữ nghiệp cái là sợ. Nghe chữ quả báo là sợ. Tu không có quả báo tu làm chi? Tu là mình muốn có kết quả, muốn có quả báo tốt mà. Cho nên mình niệm Phật là nhân, mà đến khi nào tâm mình tịnh là quả báo đó. Quả báo của người niệm Phật đó. Thậm chí mà cái người đó họ một đời họ tu mà cuối đời họ đi trong thanh thản nhẹ nhàng, một tang lễ rất là nghiêm trang, cái mình tới mình nói bà này mắc quả báo. Nói chuyện mắc cho là mình dướng rồi. Quả báo đây là đó, thấy bà tu hồi lúc anh đó chị đó tu lúc còn sống không, thì giờ cuối cùng là như thế này. Pháp Hòa nhớ năm 1999 hình như vậy, thì sư bà ở chùa Đức Viên trên San Jose, sư bà thích nữ đàm lửu, sư bà tịch.
Thì khi mà sư bà tịch đó, thì sư bà có nói trong di chúc dặn dò lại là đừng có làm tang lễ sư bà lớn quá, nói chung là làm đơn giản thôi, mua cái quan tài chừng vài trăm đồng vậy thiêu được rồi. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày mà đi hỏa táng sư bà đó, thì hòa thượng trưởng ban tổ chức mới đọc cái lời cuối trước khi mà thế rằng sư bà có dặn là làm tang lễ cho sư bà đơn giản, nhưng xin lỗi sư bà, chúng tôi chỉ làm được một phần thôi, đó là tổ chức tang lễ sư bà tại chùa. Và nhân viên nhà hoàng đã cúng dường cho sư bà cái quan tài hơn 600 đô hay là 1000 đô gì đó, đại khái là mắc hơn sư bà muốn. Pháp Hòa nhớ cái câu này. Điều này nếu muốn trách là phải trách sư bà, vì sư bà đã sống như thế nào để cho mọi người người ta tiếc nuối sư bà mà người ta. Làm việc đó. Quý vị thấy một cái lời nói rất là hay, rất là khéo. Nói tôi không có muốn người ta tốt với tôi như vậy đâu. Trách là trách anh. Anh sống tốt cho nên anh, dù anh không muốn nhưng mà người ta vẫn tốt với anh. Tại vì người ta thấy rằng đây là cơ hội để người ta làm điều việc này cho anh. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, mình có quyền muốn, nhưng mà mình muốn hướng thượng, mình muốn thượng hay là muốn hạ. Giống như là người ta nói là dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Nhưng mà ở đây á, cái chữ tham này muốn nói là dục hướng hạ, bởi vì nó nằm trong năm cái điều chướng ngại đường tu của mình. Nó nằm trong năm cái điều chướng ngại. Bây giờ Phật mới nói là thứ nhất là nhận thức mối nguy hại của đối tượng. Mình được quyền muốn, nhưng mà trước khi mỗi khi mình muốn cái việc gì thì mình hãy quán chiếu cái đối tượng mình muốn nó là nguy hại kiểu nào. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa thấy là bây giờ thí dụ như mình muốn một cái nhà mà trong có tiền lương mình không đủ, mà bây giờ á, mình thấy bạn bè mình ai cũng có cái nhà giá đó hết mà mình không có cái nhà giá đó, mình sợ mình đi ăn tiệc rồi người ta hỏi, hay bữa nào người ta tới nhà mình chơi người ta chê. Mình ví dụ vậy đi. Thì mình muốn nhưng mà mình quên nhìn lại cái đối tượng mình muốn là nó có cân bằng với đồng lương mình có không. Nếu mình trả không nổi thì cái nhà này nó sẽ đi về đâu. Cho nên muốn thì không sao, nhưng mà Đức Phật nói để giúp cho mình thấy rõ cái muốn của mình, để nó không làm mình đau khổ, để nó không chướng ngại cho mình, thì mình hãy hỏi mình là cái đối tượng muốn này nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình thoải mái bình thường, mình có một cái giường ha 1000 đồng mình ngủ cũng được rồi, ngã lưng đâu có mấy tiếng đâu. Bắt đầu mình đi hít một cái giường 7000 đồng, nhưng mà 7000 đồng á thì phải đi làm cho nhiều lên để mà có tiền trả nó hàng tháng, mà hãy đi làm nhiều rồi thì giờ đâu ngủ. Thành thử cái giường mua về để đó, để nó có cái mạc là giường 7000, chứ thiệt sự nằm không tới 7 phút hay là nằm không tới 7 giờ đồng hồ. Trước kia có cái giường 1000 mà ngày ngủ 7 tiếng. Từ ngày có cái giường 7000 ngày ngủ còn tiếng 7 phút. Pháp Hòa ví dụ như vậy. Cho nên quý vị thấy Đức Phật tinh tế không? Đức Phật đâu có cấm mình. Nếu mà cấm á, là mình nói mắc gì thầy cấm. Thầy không có thầy xài, tôi có mắc chi cấm tôi. Thì Phật chỉ dạy mình một cách tu thiền và quán chiếu. Anh được quyền muốn cái điều đó, nhưng anh hãy, điều thứ nhất là anh hãy quán lại cái đối tượng muốn của anh. Cũng giống như mình thương một người, cái này phải qua ví dụ ngoài đời người ta hay ví dụ. Mình không dám thương người đó là sao vậy? Trời ơi, tôi là chú cụi mà đâu có dám đi với hàng Nga. Là nhiều khi mình cũng thương, nhưng mà mình biết thân mình, thôi đừng ngỏ lời còn hơn bị người ta quăng cục. Cục gì? Cục lơ. Mà bị người ta quăng cục lơ là quê chết.
Cho nên đó, mình cái mình có quyền mình muốn hết, ai cấm mình đâu. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ muốn cho chúng ta soi cái chánh niệm tới cái muốn của mình. Đây là tu thiền nữa nha. Soi là cái mình muốn, là hãy nhìn lại cái đối tượng mình muốn, coi có nó có tương bằng với mà mình, cái khả năng của mình không. Thôi bây giờ mình nói mình thích cái áo đó quá chừng đi, mà khổ nổi không có cái size của mình, thì giờ tốt nhất là sao? Đừng có mặc, kiếm cái áo khác. Có thể nó không đẹp bằng, giá nó, vật chất liệu nó không bằng, nhưng mà at least ít ra thì nó cũng vừa với mình, mặn nó dễ coi. Miễn cưỡng mặc cái áo thiệt là đẹp, nhưng mà đi nó lết phết lết phết, rốt cuộc đi không được làm gì nè, kéo lên đi tới đâu cũng xăng hết, đi tới đâu cũng xăng. Thì áo đẹp mà mình xăng lên thì nó xấu, mà hai tay không được free, lúc nào hai tay đi đâu cũng xăng lên hết, bất tiện vô cùng. Có một bữa nọ Pháp Hòa đi, cái lần Pháp Hòa đi giảng bên Úc đó, thì cái buổi sáng đó được rảnh đâu chừng giờ 2 giờ thì quý vị chở ra một cái công viên lớn ngồi nghỉ mát. Thì có cái cô đó, cổ mang cái đôi giày cao gót mà không thể tưởng được cái cao của nó. Thì cổ đi từ đằng kia, cổ đi tới, mà cổ đi nó trèo tới trèo lui. Cái cuối cùng quý vị biết không, cổ bước xuống luôn, cổ cầm hai chiếc giày cổ đi bộ. Thật sự ra cái đó không, mình nói là mình không có chọc quê gì hết, nhưng mà từ cái đó cái Pháp Hòa mình nói quý vị thấy không, nếu mà cổ lựa một cái đôi giày mà vừa cái tầm cao mà cổ có thể đi được á, thì cổ sẽ thoải mái hơn. Mà quý vị biết không, mình mà đi giày cao gót lâu ngày á, sau này mình bệnh, vì cái gót chân mình, cái chân thường là mình phải đi bằng, mà bây giờ tự nhiên mình làm cái bàn chân mình nó đi nó không bình thường. Bây giờ thì đẹp, mà mai mốt thì nó làm sao? Bệnh khổ. Cái đó Đức Phật gọi là trước vui sau khổ. Ở đời nó có bốn dạng vậy đó. Có nhiều việc là trước vui sau khổ, có nhiều việc trước khổ sau vui, có những việc là trước khổ sau khổ, và cũng có những việc trước vui sau vui. Và ở đây cũng vậy. Đọc những cái bài kinh này thích lắm. Mà thấy Đức Phật tinh tường, mà Đức Phật dạy mình tu thiền từng chút, dạy cho mình tập, tập cho mình cái cách sống mà có quán chiếu, có nhìn, nhận thức cái mối nguy hại của đối tượng. Điều thứ hai là kiên trì quán tưởng về những nguy hại ấy. Mình tới mình mua cái gì đó, mình nói tôi muốn mua mà tôi sợ tôi không có tiền, thì cái người bán họ nói là sao? Họ có bao giờ nói ồ vậy thôi anh đừng mua không? Họ nói là sao? Họ tìm mọi cách để quảng cáo với mình. Thì bác cứ mua đi, rồi con bác nè, mỗi người phụ với bác 5 đồng, lẽ con bác không cho bác được 5-10 đồng một tháng sao nha? Ồ anh nói cái chữ như mình thấy con low income. Nhưng mà anh không có bảo đảm với mình là anh không có khô sai cho mình, nếu con mình nó không đưa là có ảnh. Mình đi mượn nhà băng ở đây á, nếu mình mượn một số tiền lớn á, là nhà băng bắt buộc mình phải có một số người ký giấy đứng ra khô sai cho mình, lỡ mình không trả thì nhà băng sẽ kiếm những người đó, phải vậy không nè? Ở đây là đa số những cái đó người ta xúi, giám đốc thì nhiều mà dám làm không bao nhiêu. Là quý vị mới nhớ là có nhiều khi mình thấy rồi, mình nói ra điều đó rồi, nhưng sẽ có người khác tới nói với mình, diễn đạt cho mình, dịch thuật cho mình, gia vị cho mình, cuối cùng mình sao? Không xong gì hết. Có một lần có bà ghé thăm một hòa thượng, cái ngày mới nói trời ơi tôi xây cái chùa mới đầu có nó 200 ngàn, mà giờ lên 20 triệu. Cái hỏi sao dữ vậy hòa thượng? Cái ngày mới nói thì cũng mấy ông thầu. Ông nói hòa thượng xây cái này nè, có mấy chục năm là nó hư à. Hòa thượng thêm cái này là nó 100 năm. Mà có 2 đồng bạc cục gạch mà hòa thượng tiếc làm chi? Tôi nghe tôi cũng mờ mờ, tôi nghe nó mà tôi quên nhân tới mấy chục triệu cục.
là người ta nói là người ta chỉ nói có một cục có 2 đồng thì mình thấy 2 đồng thì nó dễ, nhưng mình quên là tới 20.000 cục. Quý vị thấy được điều đó không nè? Ở mấy cái tiệm quảng cáo á, nó để cái tivi tự biết là bự mới tanh mà đủ những cái gọi là hấp dẫn hết, nó mới để 99/ cái chữ man nó nhỏ xíu à. Ở trời ơi, sao có 99 đồng vậy? Quẹo vô mua con. Tới hồi ký giấy mua xong là $99 per month. Nghĩa là phải trả 99 đồng một tháng mà trả 5 năm. Trời Phật. Thật đấy, người ta có cách để người ta move, dời cái suy nghĩ của mình để cho mình đi theo cái quỹ đạo của người ta. Và Đức Phật tin tưởng không? Đức Phật nói thêm câu nữa, phải duy trì cái đó. Thấy rồi là một việc, nhưng mà anh không duy trì thì cũng tiêu. Có nhiều khi trong tình thương cũng vậy. Thôi cho mình một cơ hội đi. Anh cho em một cơ hội, em cho anh một cơ hội. Mà mới đầu là thấy rõ cái nguy không thể tới gần rồi, nhưng mà bắt đầu cái ý khác nó tới. Thì trong cuộc sống của chúng ta bây giờ chỉ là một cái thôi, còn rất nhiều những cái khác nữa. Điều thứ ba, thu thúc lục căn. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Có một hôm mà Phật đang đi dạo trên biển, hình như là Huntington Beach hay cái gì gần gần đây, Phật thấy có một con rùa nó đang đi. Thì nó đang đi, nó đi vậy đó, thì tự nhiên nó dừng lại và nó thu hết đầu tai gọn vô trong cái mu đó. Có một con chó sói đi tới, cứ gầm gừ rồi ngửi rồi nhìn, rồi cuối cùng thấy cái vỏ này của bộ không xong, không nuốt, không ăn gì được, thôi nó bỏ nó đi. Đức Phật đứng đó, Đức Phật nhìn một hồi thì Đức Phật mới gọi các thầy. Đức Phật nói: quý thầy ráng tu sao giống con rùa đó. Lâu lâu có những chó sói nó tới, mình rút vô đi. Rút vô để nó nhìn, nó thấy mình có bộ nó nuốt không xong rồi nó đi cho rồi. Giả bộ đưa tay hello. Nó ngoằm một cái tay này chảy máu rồi, cái tay kia thì nó phải sao? Thọt ra nó vùng vẫy, còn không nữa nói how about over here. Thì làm thêm cái nữa. Đức Phật nói cái giới, cái những cái sự tu của mình, cái tu tập của mình nó giống như cái mu rùa vậy đó. Thấy không? Cho nên á, ai mà sau này mà mắng mình anh là con rùa, không có gì buồn hết. Ồ, vậy là tôi tu theo Phật. Phật bữa tôi tu giống con rùa. Cho nên Đức Phật có giảng một bài kinh gọi là hạnh con rùa. 6 chi của con rùa là 6 căn của mình. Mà đại chúng để ý coi, có phải là cái 6 căn của mình mà nó cứ mỗi ngày nó mở không? Thí dụ như nãy vừa bước vô cửa cái là thấy nguyên hàng thông đứng hai bên, cái mà nói chà đẹp quá ha. Con mắt thấy là phải khen à. Con mắt thấy là phải khen, mà hãy ngửi cái là phải chê. Cả ngày cái miệng nó không ngưng. Bởi vì sao? Thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói, mà nó tạo nghiệp cả ngày. Mà nếu mà nó nói ngọt quá thì sao? Nếu cái miệng mà trời ơi đẹp quá hen, dễ thương quá hen, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm mà nó nói ngọt, nó ngon, thì nó cũng chết, là tại vì người ta tưởng nó nói thiệt. Mà nếu mà mình chê thì sanh oán. Mà nói ngọt, nói như có vẻ hơi vuốt ve người đó một chút đó, thì bị người ta hiểu lầm là mình thích người ta. Vân vân, đủ kiểu hết. Cho nên phiền não nó sinh khởi. Mà để chúng để ý, không có cái gì mà mình nhìn, nghe, ngửi mà không nói. Phải nói, phải lên tiếng. Nhang thơm cũng nói. Không có gì sai cả. Ở đây chỉ muốn nói là, chỉ muốn cho chúng ta thấy mỗi cái nhìn, thấy, nghe của chúng ta. Cho nên Phật nói là kiểm thúc.
Kiểm thúc có nhiều khi á, mình tập, mình sống riết cái tập khí á, nó vội phản ứng á. Tiếng Anh nó kêu là fast react. Đôi khi mình bị hớ, đôi khi mình bị hớ, và thậm chí á, mình tới sau mình không biết chuyện gì nãy giờ đã xảy ra, mình tới mình thốt một câu nó làm cho cái không khí nó biến đổi liền. Hoặc là nãy giờ ở đây người ta đang có vấn đề, mình ở đâu mình xen vô mình thêm câu nữa, cái nó làm cho không khí càng hơn nữa. Cho nên phải quán sát trước khi. Cũng giống như các thầy mà đi tu được học oai nghi vậy đó. Tới nhà người ta đó, thí dụ mình là một thị giả cho thầy đó. Khi mình làm thị giả cho thầy, thầy đến chỗ đó, gia chủ mời ngồi, mình chưa được phép ngồi. Vì sao? Vì mình chưa biết là thí chủ sẽ sắp xếp chỗ mình ngồi ở đâu. Ví dụ như thí chủ người ta đã định là cái ghế này mời thầy ngồi, cái ghế này là hai vợ chồng ta ngồi người ta tiếp thầy, ba mẹ người ta ngồi tiếp thầy, ta sắp xếp vậy rồi. Mình chen vô mình ngồi đó, gia chủ không lẽ nói dạ sư chú hoan hỷ đứng dậy lợn kia ngồi giùm con, hay là thầy đứng dậy, người ta không tiện. Nhưng mà người ta hơi khó chịu là cái sự sắp xếp người ta nó đã trật lất. Cho nên cái tốt nhất là mình phải chờ gia chủ định vị, mời thầy ngồi đây, mời chú, mời cô ngồi đó. Khi mình đi tu á, cái đó mình phải học hết. Mình vô chùa là người thầy phải có bổn phận chỉ cho mình những cái oai nghi đó. Đến khi nào mà thậm chí người ta mời ngồi mà thầy đồng ý mới ngồi, còn không thì mình phải đứng ở bên mình chờ. Bởi vì có những cái việc mình phải đi làm chứ mình không thể ngồi đó. Mà lỡ mình ngồi mình uống trà thì coi như mình là khách rồi. Thì có những công việc thầy muốn nhờ không thể nhờ được nữa. Hồi xưa các hòa thượng dạy kỹ như vậy. Mà bây giờ cũng vậy. Nếu mình mà có đi xuất gia, mình có ý đi xuất gia, và mình là một vị thầy của người đó, thì mình phải tự biết là bổn phận mình phải có trách nhiệm giải oai nghi cho người đệ tử đó. Tới nhà người ta bước vô cửa là không có đi thẳng vô bếp à. Chị mới đi chợ hả, mua cái gì vậy? Dở lên nồi ta nấu gì vậy? Không có được. Dạy kỹ đến mức độ như vậy. Pháp Hòa ví dụ như ngày hôm bữa lên chùa Quan Âm ngồi ăn cơm đi, thì dọn bàn cho hòa thượng viện chủ, rồi dọn cho Pháp Hòa, dọn cho quý thầy. Thì Pháp Hòa đâu có biết cái vị ngồi cái ngang với mình là ai, cho nên Pháp Hòa phải lùi một ghế. Mình ta mặc dù cái lịch sự thì người ta làm như vậy, nhưng mà mình phải tự biết hạ lạp của mình, tự biết cái mình ở đâu để mình ngồi, để mà cho nó đúng cái phép tắc. Chứ đâu phải là người ta nói vậy cái vậy hả, để tôi ngồi. Thật sự ngồi cũng chẳng sao, nhưng mà trong người ta sẽ nghĩ mình chưa hiểu. Trừ những cái trường hợp đặc biệt, ở những cái địa điểm nào cái sự giữ lễ nó không thể được nữa là vì chỗ nó chật, vân vân. Chợ đây là mình thu thúc lục căn, nghĩa là mình tự mình quán chiếu cái sự mà nhanh nhẩu đối đáp của mình, đôi khi nó là một cái không có lợi cho mình, đôi khi nó bị hớ. Nhất là chuyện gì mình cũng chạy tới, mình làm như là mình biết vậy đó, nhưng mà cuối cùng mình không biết gì hết. Chính mình không biết mình mới nhảy vô mình nói vậy đó. Chứ mình biết là mình sẽ biết lúc nào mình nói và lúc nào mình dừng, cho thu thúc lục căn. Cái thứ tư là gì? Âm thực độ lượng. Là mình ăn thức ăn á, hàng ngày có độ lượng. Thưa đại chúng, là thường thường á, Pháp Hòa biết là mình sẽ có một ngày sinh hoạt nói nhiều, ngày đó Pháp Hòa ăn rất ít và thậm chí không ăn. Là vì mình ăn nhiều á, là mình lên mình mệt, mình ngồi vậy là 1-2 giờ đồng hồ, làm sao mà nói cho nói. Mà nếu mà mình mắc một cái bệnh mà nó hay quất hơi lên, bao tử. Thì bây giờ quý vị thấy thỉnh thoảng quá, là nhiều khi nể cả mà trước khi lên mà ăn một miếng là cả buổi đó nó mệt vô cùng, dù chỉ là 1-2 muỗng.
Rồi quý vị thấy các vị thầy mà kinh sư, các thầy cả mà ta ngồi đàn á, ta ngồi chẩn tế đó, tại sao vị thầy cả mà ngồi 6 tiếng đồng hồ mà ngồi nổi là vị tự thầy đó cũng phải biết. Một lát mình lên cái đàn này mình ngồi 6 tiếng đồng hồ nè, mà mình đóng một cái vai quan trọng trong cái buổi lễ đó, không thể nào đang cúng mà đứng dậy xí xí dừng lại chuông mỏ cho tôi đi giải một chút. Phải ngồi 6 giờ đồng hồ như vậy thì tự biết mà kiếm thức ăn, kiếm thức uống gì mà để nó không làm cho cái chuyện cần đi của mình nhanh chóng. Thì nói chung là mình tự mình biết mỗi người mình, cơ thể mình như thế nào, giờ giấc làm việc của mình như thế nào, để chúng ta tự điều độ cái ăn uống của mình. Quý vị nào mà đi đường xa đó, biết mình sẽ đi 6-7 tiếng mà có cái bệnh hay đi vệ sinh thường xuyên, có dám uống nước, ăn uống gì trên xe đâu. Pháp Hòa nói vậy rồi có phải kinh nghiệm quý bác không? Nhiều khi mình biết mình đi đường xa, mình cần đi cái đó nhiều thì cũng giảm thiểu sự uống nước. Này không phải Pháp Hòa muốn nói nhiều mà thầy trụ trì cũng cho xuống nha. Trước khi ra là phải dặn giờ nào xuống mới được xuống. Cho nên em chỉ là người hát theo yêu cầu thôi. Thứ năm là gì? Ở đây mà nói, nãy giờ mình đang nói một việc, đó là làm sao giảm cái dục á. Thì Đức Phật đưa ra mấy cách đó. Thứ nhất là thấy cái mối nguy hại. Thứ hai là duy trì cái đó, đừng để người khác involve. Thứ ba là phải thu lục căn. Thứ tư là điều độ ăn uống. Thứ năm là tạo giới thân cận tốt. Mình chơi với bạn á, có những người bạn người ta có tiền, người ta mua sắm. Có những người bạn á, người ta cũng có cái tính là rộng rãi, cái gì người ta cũng có thể mua sắm. Còn mình thì không. Mình thì hạn hẹp trong vấn đề tài chánh, hoặc là cái nhu cầu mình không nhiều. Thì đôi khi mình cũng, thường thường mình giao tiếp với ai, đôi khi mình phải đi theo cái đà đó. Nếu không thì mình thấy mình kỳ kỳ. Chẳng hạn như người ta rủ đi ăn nhà hàng mà mình thì không thoải mái lắm, mà cứ 10 lần rủ là cũng phải 9 lần đi. Đôi khi mà đi ăn bữa lỗ, đi ăn bữa dỗ thì nó lỗ bữa cày. Nhất là đi ăn nhà hàng, ta mời đi ăn. Thí dụ như không có chuyện gì, thí dụ lỡ đi đường đói bụng thì ăn sao. Nhưng mà thường thường mà ta mời mình đi ăn một bữa ăn với người ta, không lẽ mình vô mình ăn xong mình no rồi cái mình đứng dậy sao tôi xin phép tôi đi về. Cũng phải ngồi đó cà kê dê ngỗng nói ba điều bốn chuyện, cái cũng thêm nửa tiếng một tiếng cho nó mất thời gian của mình. Đó là chưa nói là trên đường mình đi và trên đường mình về. Chứ có những công việc của mình muốn làm mà đi ăn nhà hàng về cái là mất nửa buổi. Thành nữa là tạo cái giới thân cận tốt ở đây có nghĩa là chúng ta tạo những cái môi trường, có những người bạn nào mà nó tương ứng với cái sự tu của mình hay là như thế nào đó để nó dễ. Người làm ăn thì chơi với người làm ăn, còn không thì nó dễ bị lôi kéo. Thứ sáu là gì? Luận đàm hữu ích, để nó giảm đi cái đó. Thường thường á, mình ngồi lại là phải nói. Mình ngồi lại là phải nói. Uống cà phê là phải nói chuyện. Chứ ai đâu, ít có ai uống cà phê mà thiền lắm. Uống cà phê nhâm nhi mà. Thành thử ra phải nói chuyện, mà nói một hồi thì nó thêm những cái chuyện không phải của mình. Rồi thì bây giờ quý vị thấy là Đức Phật dạy là một trong những cái chướng đó là mình mong muốn quá đà của mình. Thì Phật chỉ cho mình 6 cách làm sao để điều chỉnh cái đó. Nếu mình chơi với bạn mà người ta dẫn, người ta rủ mình đi shopping mà người ta mua sắm cái đó, mà mình cảm thấy rằng nếu mình không mua sắm thì sẽ bị người ta cười chê, mà mình vượt được cái đó thì thôi không sao. Còn nếu mà mình phải vì nể cả hay là vì cái mặt mũi, vì cái gì đó mình phải mua mà thật sự mình không có khả năng và không cần xài tới, thì cái này là cái nguy. Lâu ngày nó thành ra một cái tập khí mua sắm mà không cần.
Thưa đại chúng là đi mua sắm mà lâu ngày nó thành tập khí. Có nhiều vị là cứ thích đi shopping, mà xài không cần biết, mà cứ mua về để đầy nhà đầy cửa. Có nhiều người thích hàng hiệu, nhiều hàng hiệu, mà hễ bữa nào mà nó sale một cái là gom là mua, nhưng mà xài không bao nhiêu hết. Nhà nào, cô nào, chú nào mà không dư chừng vài đôi, vài ba đôi giày mà chưa mang tới, vài cái áo lạnh chưa mặc tới. Mình thích choàng khăn, đi đâu thấy khăn cũng mua hết. Và cái xứ này nó lạnh bao nhiêu đâu mà choàng. Mà không lẽ mỗi ngày mình choàng mỗi cái, trừ trường hợp là mình muốn match. Màu kem thì phải khăn kem, màu đỏ phải khăn đỏ, ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng là đó là một cái sáu cách mà Đức Phật chỉ để giảm cái chướng ha. Bây giờ cái chướng thứ hai là gì? Là sân hận. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm sao để mình giảm thiểu cái đó. Một, điều ưa thích dẫn đến luyến ái. Còn điều, bây giờ Đức Phật định là sân hận là gì? Là không bằng lòng, bất toại nguyện. Điều ưa thích dẫn đến luyến ái, còn điều trái với sở thích đưa đến tâm ghét bỏ, không bằng lòng. Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế gian. Được sự hỗ trợ của vô minh, cả hai tạo lên những bất hạnh trong đời. Đây, Đức Phật định nghĩa hay lắm. Thế nào gọi là sân hận? Không bằng lòng và bất toại nguyện. Thường thường ai làm gì mình bằng lòng thì mình vui, không bằng lòng thì mình giận. Và nếu như mình bằng lòng và giận á, là bằng cái gì? Nếu cái gì mình thích thì mình luyến ái nó, mình không thích thì mình ghét bỏ nó. Nhưng mà Đức Phật hỏi mình là thật sự trong cuộc sống của mình mỗi ngày mình bị hai cái ghét thương nó làm sao? Nó chi phối mình không? Mà nếu mà hỗ trợ của vô minh là gì? Ghét mà không có nguyên do. Có khi mình ghét hùng, ghét mướn, ghét ké với người ta nữa, chứ mà người kia chẳng chọc ghẹo gì mình. Người đó chưa hề gì nói gì mình hết, nhưng mà mình nghe bạn bè mình ghét cái mình ghét lây, ghét hùng, ghét ké. Hỗ trợ của vô minh, anh có biết cái gì về người ta mà anh ghét người ta? Thậm chí mình nói xấu người ta mà mình chưa bao giờ tiếp xúc với người đó. Người đó chưa hề làm cái gì mình. Mình chỉ nghe người ta nói xấu về người đó và mình hùng hạp theo mình nói xấu. Đó là sự hỗ trợ của vô minh để tăng trưởng cái lòng giận hờn của mình. Và có nhiều khi á, mình thương một người nào đó mà mình cũng chưa hề biết người đó là ai, chỉ nghe người ta khen người đó đáo để thì mình cũng thương theo. Mà cái thương đó là Phật gọi thương của vô minh. Anh biết cái gì về người ta mà thương? Cũng giống như là cái cô Trương Chi với Mỹ Châu hả? Mỹ Nương. Ngồi ở trên phòng mà nghe cái tiếng sáo vi vu vậy, rồi bắt đầu ngồi tưởng. Trời ơi, cái tiếng sáo này phải là một người đẹp. Đẹp trai dữ lắm mới có thổi được tiếng sáo này chứ. Tới hồi mà gặp được cái anh chàng Trương Chi thì cô này sao? Xỉu cá rầm chứ vỡ mộng gì. Xỉu luôn á. Mới đầu là tài, gặp cổ gặp ổng xong xỉu. Giờ chơi tài xỉu. Tức là mình chỉ nghe tiếng sáo thôi mà mình lại tưởng tượng rồi. Cái này là luyến ái của vô mình. Mà nhiều khi mình ghét người ta mà không hề biết gì người ta cả thì cũng là ghét của vô minh. Chữ vô minh là gì? Mình không rõ một vấn đề, mình mù mờ vấn đề mà mình thương và ghét. Thậm chí mình có những cái món ăn mình chưa bao giờ ăn, chỉ nghe người ta nói thôi mà trời ơi, mình nói giống như mình ăn rồi vậy đó. Có phải không nè? Và có những cái chỗ người ta đi về người ta khen nó đẹp lộng lẫy, mình cũng nói trời ơi, cái chỗ nó đẹp dữ lắm. Nói một hồi thôi, chị đi chưa? Tôi cũng chưa đi. Thì Đức Phật không có nói, thật sự thưa đại chúng là mỗi lần mình học kinh Phật hay nói cái quý thầy giảng cái gì mình nghe,
Đừng có nghĩ rằng Phật hay quý thầy đang chỉ trích mình không. Cứ nói ra những cái sự thật để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại cuộc sống. À, nó đúng vậy chứ. Chứ không có gì sai mà nó thật sự mà có gì buồn. Cho nên nhiều khi nói Pháp Hòa hay sợ quý vị buồn là tại sao thầy nói tôi vậy. Nó dạ không, mình chỉ nói thật để chúng ta nghe. Nói đời là nói cho nghe chơi vậy mà. Phải thì sửa, không phải thì để yên. Cho nên Pháp Hòa hay đùa, thân thiệt là thân, người nào mà cũng thân, thân thiệt là thân, mà cuối cùng đụng chuyện là thân ai nấy lo. Chân lý không? Thân thiệt là thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Tại vì cái thân đó đó, nó cũng lồng ở trong đó cái cuối, cái mặt của nó, cái căn bản nó vẫn là vô minh. Tại vì người đó đang bằng lòng, mình đang bằng lòng với họ thì mình gọi họ thân. Mình rủ họ đi chơi họ đi, mình rủ họ đi ăn họ đi, mình rủ họ nhảy đầm họ nhảy đầm, mình rủ họ đi chùa họ, thậm chí họ đang ăn chay mà mình biểu đừng ăn, đi ăn với mình, họ vẫn chiều theo ý mình. Tất cả những cái đó thì mình gọi là thân. Nhưng mà hôm nào bây giờ người đó tỉnh rồi, không còn đi chơi với mình gì nữa hết, thì nói lúc này mình hết thân. Và bây giờ chứng minh cho người, bây giờ nói ra thì quê quá, tội hồi xưa chị em đó thân cũng không bằng ruột, mà ruột không thân bằng mà. Ôi cha, mình nói đủ thứ tới hồn bể ra hết trơn. Cái tài hỏi mình, ta hỏi không biết. Chứ giờ nói gì nữa giờ, nói gì nữa giờ. Thật ra thưa đại chúng là Pháp Hòa nói mỗi lần mà đọc mấy kinh về mình thích, vui lắm. Cho nên có nhiều đêm mà ngồi đọc mấy cái bản kinh về mà mình có thể mình khóc. Pháp Hòa từng khóc những đêm đọc kinh như thế vậy. Tại vì khi mà mình, cái tâm tư của mình được Đức Phật chỉ tới, mình thấy thương Phật và mình thấy hạnh phúc. Đúng là một bậc thầy mà coi là có cái tuệ giác tuyệt vời. Thì mà cái tuệ giác này Phật học ở đâu? Chỉ ngồi thiền, ngồi mà quán chiếu. Ở đây Pháp Hòa nói thiền là Pháp Hòa muốn nói là quý vị phải ngồi trên bồ đoàn mấy giờ nha, rồi về rồi ngồi mấy giờ không lo cơm nước rồi em mà bị phone call. Ở đây mình thiền có nghĩa là mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, mình biết nhìn từng vấn đề để chúng ta thẩm thấu về nó, để không để cho nó chi phối mình nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là đến khi nào mình tổ cùng của cái hiểu biết, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là giác ngộ hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta có hoàn toàn giác ngộ chưa? Chưa, chúng ta là giác ngộ từng phần. Tiếng Hán gọi là phần giác. Và có đôi khi chúng ta giác rồi, nhưng mà ai đó nói một hai câu cái mình bỏ xuống không giác nữa. Giờ khiêng thôi. Giác cái kiểu đó, đó Phật gọi là hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê. Còn Đức Phật một khi đã giác rồi thì bất động, Ngài thấu nó rồi. Còn mình thì giác thì cũng giác, mà ai nói thì cũng nghe. Tại vì người ta có cách người ta nói, mà cái cách mà nó dụ mình, nó đưa mình ra khỏi cái mà mình đã thấy đó, mà theo cái hiểu của mình ta đưa mình đi sai đó, là thiên ma. Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế gian được sự hỗ trợ của vô minh. Cả hai tạo lên những bất hạnh trong đời. Một yếu tố khác của thiền là phỉ có khả năng chế ngự tâm oán ghét. Bây giờ đây là 6 điều kiện. 1. Ghi nhận đối tượng với thiện ý. Bây giờ mình lỡ mình ghét người đó, mình lỡ mình giận người đó, mình lỡ mình hơn người đó, làm sao để mình diệt nó đây? Hãy ghi nhận người đó với thiện ý, mà đừng ghi nhận họ với bất thiện ý. Nghĩa là sao?
Cái người đó sở dĩ họ nói như vậy, họ làm như vậy chắc có lý do. Có con em nó vô Pháp Hòa, bữa nó vô nó nói với Pháp Hòa là nó ghét cô giáo nó lắm. Hỏi sao con ghét? Tại vì cô giáo không có công bằng, cô giáo hay thế này thế kia với tụi con. Pháp Hòa mới nói vậy, sao con không nghĩ rằng cô giáo ở nhà cũng có chuyện. Ở nhà cũng có chuyện cho nên cổ chưa có thể giải tỏa được, cho nên cổ đem cả cái khối buồn phiền nó vô trong lớp cổ ứng xử. Tôi nói cổ không được làm vậy. Pháp Hòa mới nói nếu mà cổ biết vậy cổ đâu làm. Người ta không thấy cái đó người ta mới làm chứ. Thực sự đúng không? Nhiều khi có ai mà đã tỉnh mà vẫn làm được điều mê? Chỉ có người mê mới làm những điều sai. Người tỉnh thì không làm, trừ khi nào tỉnh mà mê trở lại. Thành thử tại sao gọi là điên đảo? Chữ điên đảo trong kinh là sao? Chữ điên á là mình thấy nó trật. Chữ đảo là mình thấy nó ngược. Cho nên điên đảo là thấy trật và thấy ngược thì gọi là điên đảo. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới nói đó, trừ khi nào mình viễn ly được cái điên đảo vọng tưởng thì chừng đó mình mới có cái gì? Cứu cánh niết bàn. Người mà có được cái niết cứu cánh niết bàn là niết bàn tuyệt đối. Còn niết bàn mà chúng ta đang có đây là niết bàn gì? Ngược với tuyệt đối là gì? Tương đối, tức là chúng ta có niết bàn nhưng mà không có last long. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây nè, mình nói nghe nói là thầy trụ trì ở đây bữa nay rước thầy Việt Nam qua nấu ăn ngon lắm, chùa Văn Thù nấu ăn ngon lắm, đi tu nghe pháp mà được ăn ngon nữa. Bắt đầu mình ngồi niết bàn nha. Một lát nữa mình ra mình ăn nhầm cái hộp cơm mà không ngon dỗ bàn. Hồi nãy là ngồi đây mà niết bàn, là chưa ăn mà đã có niết bàn là gì? Mình nghĩ như vậy, tưởng như vậy, mà ra đó mà ăn không ngon là dỗ bàn. Trời ơi, nấu vậy mà biểu ngon. Thí dụ vậy đó. Thật ra cái niết bàn của mình nó không có gì, nó không có. Nhưng mà nếu cái người tỉnh là thí dụ lỡ ra mà nó ăn không đúng với mình đi, tự nhiên ngồi ngay cái đó mà thay vì mình thất vọng cái mình tỉnh giác, đó thấy không, đúng là Phật nói không có sai, tưởng là không bao giờ đúng. Thay vì mình giận là nó chuyển liền cho mình thấy tuệ giác nó nằm ngay chỗ đó liền. Hôm nay Pháp Hòa cứ rỉ rả Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng là thiện là sao. Nghe đồn cái nhà hàng nó nấu ngon lắm, vô ăn trả tiền mắc tức không luôn mà ăn dở ẹt. Nhưng mà thay vì mình nói vậy là mình cho mình một tuệ giác liền. Rồi tôi hiểu thêm bài học nữa. Nghe đồn, chính tôi cũng nói mà nghe đồn mà, chứ tôi đâu có nói tôi thực chứng. Mà bà đã nghe đồn mà bây giờ không đúng thì mắc gì giận. Cho nên nếu mà người ta khen mình, mà thí dụ người ta chê mình, bây giờ người ta chê đúng thì có buồn không? Ta chê đúng mà mắc gì buồn. Mà bây giờ người ta chê mình mà ta chê nó trật, trật mà mắc gì buồn. Cái đó là một quá trình tu đó, là một đề mục để tu thiền đó. Nói dễ lắm mà không phải làm dễ đâu. Mà mình ứng dụng được nó, mình có thể lấy nó ra mình thiền quán, đó là tu thiền. Còn cái chuyện mà mỗi tối mình ngồi lặng lẽ xây mặt vô vách 1 giờ 2 giờ tốt, giờ đó là giờ mình huân tu. Huân tu 1 giờ 2 giờ trên tọa cụ để đem cái huân tu đó ra trải thiền ra trong cuộc sống. Cũng giống như tối mà đi làm về ngồi góc đếm tiền vậy đó. Đếm rồi sắp giấy nào theo giấy đó, để con giỏ con cọc vậy đó. Sắp 100, 100, 100 mà hãy đi tới chỗ nào cần là biết này 100 kia 200. Tu thì giống vậy đó. Mình ngồi đó là mình huân tu, để mình đem cái huân tu đó mình trải ra trong cuộc sống. Cho nên đối với Pháp Hòa, tụng kinh ngồi, có nhiều vị hỏi Pháp Hòa chứ thầy tu pháp môn gì? Tu thiền hay tu tịnh? Pháp Hòa mới nói pháp nào của Phật thì mình tu.
tôi cũng thiền cũng tịnh gì hết đó. Pháp nào của Phật thì mình tu. Hỏi không lẽ giờ tôi hỏi anh ăn cái gì? Thế tôi thích ăn cơm. Mà nếu tôi đãi cơm anh ăn mỗi ngày, anh nói làm sao? Cơm ngán quá. Bây giờ mỗi ngày á mình ăn cơm, nhưng mà thỉnh thoảng mình ngán mình ăn cái gì? Ăn bún. Ngày nào cũng ngồi thiền, nhưng mà tự nhiên sau tối nay người mình nó mệt mỏi, ngồi thiền không tập trung, đứng dậy đi, đừng ngồi nữa, lấy kinh ra tụng, lại sám hối. Có bỏ công phu đâu, nhưng mà lại sám hối để focus, để mà cái tâm mình trụ vô đó, mình lại sám hối cũng thời tu. Ở bên chùa Pháp Hòa, sáng chủ nhật Pháp Hòa mới cho tụng Lăng Nghiêm, lại sám hối. Tại vì ngồi đó tụng là ngủ không, chứ không ai tụng gì đâu. Mà bắt đứng dậy lại 100 lại, nội cuốc không là phải move. Cái cuốn kinh Vạn Phật á, cứ mỗi chủ nhật lại 100, lại 100, mà lại năm này qua tháng nọ, lại hết cuốn này lại tới cuốn khác. Chứ còn ngồi đó mà biểu một tuần lễ lên chùa tụng có một buổi sáng mà cho tụng Lăng Nghiêm là ngủ, tới đệ ngủ, chưa tới đệ ngủ là đã ngủ rồi. Lăng Nghiêm có năm đệ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngủ, mà chưa tới đệ ngủ là mình đã ngủ trước rồi. Thôi Pháp Hòa cho lại Phật. Ở bên đó những khóa tu không có tụng Lăng Nghiêm. Những khóa tu nó không có tụng Lăng Nghiêm. Lại sám hối hoặc là tụng những bài kinh bằng tiếng Việt để cho dễ hiểu. Đặc biệt là Pháp Hòa thích lại sám hối, tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng lại như vậy là để cho tâm thứ ý của mình nó không. Thường thường người mình nó hay bị hôn trầm á, ngồi hồi bị hôn trầm. Thôi giờ cho quý vị lại Phật. Đối với Đức Phật mới dạy là hãy nhận thức đối tượng với thiện ý. Rồi thứ hai là kiên trì quán tưởng cái thiện ý đó. Ví dụ như bây giờ mình giận cái người đó và mình đã hóa giải rồi là vì do mình quán chiếu về cái tốt của người đó. Xong cái mình gặp một người bạn mình nói dạ em hết giận nó rồi chị. Hoặc là mình nói thôi chị ơi bữa nay nó dễ thương rồi, nó đối như vậy với em thế này thế kia. Trời ơi ở đó bà tin nó. Rồi bà chết nữa cho bà coi, cái là bắt đầu mình bị người ta dời tiếp. Thôi vậy hả, vậy thôi ghét tiếp. Thì quý vị có thấy mà nói cái điều đó không? Nhiều khi mình đã có thể tha thứ được người đó rồi, nhưng mà người khác người ta chỉ cần nói một câu thôi. Có chắc không? Nhiều khi người ta chỉ hỏi một câu thôi nha. Chắc không? Coi chừng hối hận không kịp đó nghe. Cái là bắt đầu cái gì nó sanh, cái nghi ngờ của mình nó sanh tiếp tục. Có nhiều khi mình cho người ta có 1 đồng bạc à, mà mình nghi người ta lấy 1 đồng để uống rượu nè, hút thuốc nè, đi cờ bạc nè. Trời ơi có 1 đồng mà đủ thứ cái xấu mình đổ lên họ hết á. Mà sao mình không nghĩ trời 1 đồng này bữa nay buổi trưa này giờ này là giờ trưa mà họ chưa có tiền ăn, kể cho họ 1 đồng họ đi ăn. 1 đồng của mình là gì đâu, bình thường mình vất lên vất xuống mà. Nhưng mà chỉ có 1 đồng cho thôi mà đủ thứ sanh khởi về một con người, mà nó làm hư cái tâm ý của mình. Cái thứ ba là gì? Suy nghiệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên. Tất cả những cái ân oán trong cuộc đời này không có cái gì mà nó tự nhiên hết. Quý vị ráng cái nữa là mình xong cái phần này rồi mình nghỉ. Tại vì bây giờ là mình cũng nghe chuông trong này nó đánh rồi. Trống kèn gì bắt đầu nó thổi lên rồi. Thưa đại chúng là tất cả ngày nay chúng ta gặp nhau cũng không ngoài cái duyên nghiệp. Mà cái duyên nghiệp này là tốt hay xấu? Tốt. Mình mà gặp nhau đó đều là duyên hết á. Quý vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa,
Nhưng mà nhờ cái YouTube nó đưa duyên, nhờ YouTube nó đưa duyên, cho nên nó đưa cái duyên gặp nhau ở trên cái hình thức đó rồi. Như vậy mình có duyên chưa? Có. Còn gặp nhau thì gọi là đủ duyên, chứ không phải là không có duyên. Có nhiều vị gặp Pháp Hòa nói trời ơi, bữa nay á, hồi nào giờ không có duyên gặp thầy. Pháp Hòa nói dạ không, bữa nay đủ duyên gặp, hồi nào giờ có duyên rồi. Nhưng mà chỉ còn gặp nữa thì gọi là đủ duyên, chứ còn làm gì mình vô duyên. Mình có duyên hết á. Cho nên cúng, cúng đầy tháng cho con gái con trai, cúng chè xôi nước cũng được, không sao á. Tại hồi xưa ông bà mình á, hễ con trai cúng chè đậu trắng, con gái thì cúng chè xôi nước. Hỏi chi vậy? Con gái nó phải có duyên. Con trai thì phải thi đâu đậu đó. Trời ơi, lớn lên ăn chè đậu không nó cũng rớt hoài. Đâu phải cúng mà nó hưởng. Nhưng mà cái đó là cái ý niệm. Thì mình phải quán chiếu. Để giảm cái giận tức của mình đối với người kia, thì chúng ta hãy quán chiếu nhân duyên nghiệp quả của mình với họ. Tại sao mình gặp nhau? Rồi tại sao từ những cái duyên do nào mà đưa tới cái nghiệp quả là hôm nay mình với họ hận thù nhau? Đều có nghiệp hết. Nhưng mà nếu hôm nay á, mà mình không hóa giải cái này thì đời sau mình gặp nữa, mình chồng chất cái đau khổ với nhau nữa. Bởi vì sao? Vì sao mà gặp? Nói không, tôi thề rồi, tôi không gặp. Anh thề anh không gặp. Chính vì anh thề anh không gặp là vì cái ghét của anh nó quá nặng trong tâm anh. Bây giờ lúc nào anh cũng nhớ cái hình đó, nghĩ về con người đó bằng một cái tiêu cực. Mà nghĩ tưởng về họ nhiều quá thì nó nằm ở trong cái tàn thức của mình. Thì mình đi đâu thì mình cũng bưng người đó theo. Thậm chí mình đi vô chùa, trời ơi tôi né nó rồi mà bữa nay tôi lên tới trên này mà tôi cũng gặp nữa. Thế nên là nghĩa là mình có họ, chứ nếu mình không có họ mình gặp thì mình bình thường. Cho nên Pháp Hòa hay nói, bây giờ mình tập như thế này nè. Nếu mình lỡ không thương được người đó thì hãy xem người đó bình thường, giống như chưa quen đi. Còn đỡ hơn là mình ghét họ. Vì ghét là một cái ý niệm không tốt ở trong tâm của chúng ta. Nếu mà không thương được thì, nếu mà không chơi được nữa với nhau thì cứ coi nhau như những người chưa quen biết còn đỡ hơn. Không? Thí dụ như là mình chưa đặc biệt được với người đó thì hãy bình thường với người đó, chứ đừng bất thường với người đó. Mà cái bất thường này nó sẽ xảy lâu ngày sẽ dẫn đến một cái gì? Phi thường. Nghĩa là mình ghét cực kỳ. Quý vị thấy người Mỹ á, họ sống với nhau mà họ không thương được nữa nhau rồi đó, họ chia tay rất dễ dàng và êm đẹp. Thậm chí họ remarry mà họ vẫn gặp nhau một cách dễ dàng, không có gì trở ngại, không có chửi bới, không có hận thù. Hợp thì sống chung, không hợp thì chia tay, mà chia tay và vẫn còn là bạn. Không phải là mình khuyến khích mấy cái chuyện như vậy, nhưng mà mình thấy cái đó cũng là một cái để chúng ta phải suy nghiệm và chúng ta học. Người Mỹ á, họ không có cần nói gì hết á. Nếu họ đi ăn cái nhà hàng đó họ thích thì họ có quyền rate cho cái nhà hàng đó. Mình muốn biết cái nhà hàng đó làm sao, cứ lên Google bấm 4 sao, 3 sao, 5 sao gì đó. Mình thích thì đi ăn, không thích thì khỏi đi, mà không cần nói gì hết. Phải không? Và đồng thời á, là khi mình tới đó ăn, hợp khẩu vị mình trở lại. Có nhiều khi mình nói trời ơi cái tiệm đó nấu dở ẹt mà sao cái anh đến tới hoài, dở ẹt với mình nhưng mà nó ngon với người đó. Tất cả đều là cái duyên của họ mà. Cho nên mình đời này mà gặp ai đó cũng không ngoài duyên. Nhưng mà có điều là thiện duyên hay là nghịch duyên, ác duyên. Ở đây sở dĩ mình ghét họ, và bây giờ mình hãy quán chiếu mình với họ gặp nhau cũng đều do duyên nghiệp. Để chi? Giảm cái sự ghét. Biết đâu chừng đời trước mình cũng làm khổ họ. Hoặc là trong đời này đôi lúc mình đã từng nói những lời xúc phạm đến họ nhưng mà họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều lần quá rồi, bây giờ họ đã đi đến cái sự rạn nứt với mình, chứ không phải bình thường đâu.
quán chiếu như vậy để giảm cái sự tức tối giận dữ của mình đối với họ, và đồng thời hãy sống theo cái quan điểm đó, tạo những cái thân cận tốt. Ở một con người á, cách đây tuần Pháp Hòa đi giảng ở chỗ khác thì gặp một cái vị đó, họ lại cảm ơn, nói cảm ơn thầy, còn có vài người con ghét cay ghét đắng, mà tự nhiên giờ nghe mấy bài của thầy bữa nay con gặp họ con bình thường được. Cái Pháp Hòa mới nói nhìn một cái bức tường á xây lên đó, nhiều khi mình chỉ bực bội vì hai cái viên gạch mà mình ghét nguyên cái bức tường. Nhiều khi người ta xây một cái bức tường á, người ta có thể xây chật hai viên gạch, ba viên gạch, nhưng mà đôi khi mình vì nguyên cái bức tường đó, mình vì hai cục gạch đó mà mình đập hết cái tường nó xuống cũng có. Con người của chúng ta đôi khi người ta có một cái điểm mình không ưa thôi là mình đành tẩy chay họ bằng mọi cách. Trong khi đó mình đi ra một tiệm nhạc, mình cầm một cái CD nhạc lên, mình chỉ thích con bản ở trong đó thôi, mà mình mua nguyên cái CD. Có không? Đôi khi một cái băng nhạc đó có một chục ca sĩ trong đó, mà mình chỉ thích có một ca sĩ trong đó, mình cũng mua một CD. Mình thương cái người đó không có gì hết, chỉ vì người đó cười có duyên thôi, cũng cái cười đó mình rước nguyên cục về. Sao mình không nói mấy chuyện đó? Mấy chuyện đó sao mình không nói, mà chỉ vì người ta có một cái chút điểm nào đó là mình tẩy luôn họ. Con người người ta có cái điểm tốt mà người ta cũng có cái điểm xấu. Thì bây giờ nếu mình không thương được điểm xấu của họ thì thôi, thì cái gì tốt thì mình cứ thương đi. Trên đời này không lẽ bây giờ quý vị đi ngang một con đường mà nhà nào xấu mình cũng tới mình đốt hết sao? Thật sự trên đời này không có một cái gì mà nó hoàn toàn, thậm chí quý vị cầm một dĩa đồ ăn lên, cái bắt đầu nghe bì ngon mà hơi nhiều thính, vừa chưa ngon mà hơi chua. Không có một cái bữa cơm nào mà mình tạm gọi thỉnh thoảng thôi, bữa nay cơm ngon hoàn toàn. Nhưng mà đa phần là thế nào cũng phải có một câu, một cái dù một miếng nước tương gì trong đó, nước tương rất ngon mà hơi mặn. Lạ không? Nước tương mà không cho mặn. Rồi bây giờ quý vị thấy là tại sao chỉ vì một cái CD, một bản nhạc mình thích mà mua cả một cái CD, một ca sĩ mình thích mà mua cả một cái CD, mà thậm chí nơi một con người nào đó mình đã cưới về làm chồng làm vợ, họ không có đẹp hoàn toàn đâu, họ có thể đẹp một điểm nào đó mà mình thích, mà mình cũng agree mình cưới họ về. Thì trong cuộc đời này có những người mà chúng ta không thích, hoặc là chúng ta đã từng thích mà bữa nay cái điểm mình thích nó hết rồi, nó expire rồi, thì thôi, thì bây giờ mình kiếm điểm khác. Quý vị dỡ cái tủ lạnh mà cứ bóc cái nào lên quý vị cũng coi ngày hết hạn hết á. Có những cái hết hạn mà vẫn còn ăn được, chẳng hạn như da ua. Sữa một ngày hết hạn đâu có đổ liền được, hai ngày sau uống vẫn được như thường. Má của mình bây giờ không còn nấu ăn cho mình được nữa, phải không? Không còn giữ con cho mình được nữa, expire hết rồi, nhưng mà vẫn còn ngồi đó cho mình là hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy thì trong cuộc đời này xung quanh ta điểm nào mình cũng có cái điểm để mình nhìn hết. Tự nhiên mình sống thoải mái lắm, sống mà tình thương mình lớn lắm, và mình không có còn bực bội, dễ câu có, dễ gọi là bất đồng với nhiều thứ. Tại vì cái nào nó cũng, cái gì không đồng ý thôi xây qua cái khác, thế thôi. Cho nên mình mới có chín phương trời, mười phương Phật. Chỗ nào không Phật không trời mà anh phải bực bội? Anh lại hướng nào cũng có Phật, anh lại hướng nào cũng có trời, vậy thì hướng nào cũng có điểm tốt, anh lo chi? Cái câu đó ý nó là vậy đó, chín phương trời mười phương Phật. Vậy anh đã công nhận chín phương trời mười phương Phật thì chỗ nào cũng có điểm, người nào cũng có những điểm tốt. Mình nhìn á,
cái anh nó có cặp mắt rất là đẹp, hơi buồn. Hôm rồi Pháp Hòa đang ngồi ăn, cái tự nhiên có một bác lại nói: thầy, thầy, thầy đưa cái mũi thầy lên đây con. Cái Pháp Hòa tưởng chuyện gì mà hồi nào giờ mình đâu có biết vụ gì, rồi cũng đưa như vậy. Mũi thầy không có sữa. Bây giờ Pháp Hòa sống tới 40 mấy năm mình mới biết đây là cái cách đo mũi sữa hay mũi không sữa. Mô Phật. Vậy thì quý vị mới thấy không? Nghĩa là hồi xưa bây giờ Pháp Hòa thấm cái câu là mẹ đi, con đi trường học mà mẹ đi trường đời. Trường học có ngày hết lớp mà trường đời học hoài không có hết. Mình tưởng trên đời này cái gì mình cũng biết, không có đâu, nội có cái chuyện đo lỗ mũi sữa hay không mà còn không biết thì biết cái gì. Cho nên em không biết gì hết á. Cổ mới cổ đưa, mình tưởng đâu là cổ thấy mình dính cái gì trên mũi, cổ kêu mình chùi, cổ nói phải đưa giày này, cũng cũng đưa. Đồ thầy đưa tới đưa lui thầy cũng đưa. Hỏi vụ gì vậy? Mũi thầy không có sữa. Hỏi sao bác nói vậy? Tại vì những người sửa mũi không dám làm vậy, gãy chết. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ mình dừng, mình đi ăn cơm. Có một hôm nọ Pháp Hòa đi ăn đi giảng, có cái đứa nhỏ nó tới nó rờ rờ hoài vậy nè. Nó nói, nó rờ xong cái nó nói: tha gì mà bóng dữ vậy. Nó nói: con cũng cạo mà sao con bóng. Cái má nói: không phải đâu con, thầy tu á, Phật độ. Thật là mình không cần đính chánh gì hết trơn á, mình cứ tại bình lặng. Cuộc đời này có những cái mình cứ bình lặng mình sống đi. Rồi có những người, người ta nói chắc ông này cũng tha mỡ tha dầu, người kia sẽ thấy ra đính chánh không có đâu, Phật độ. Cho nên nhiều khi một người hạ mình, mà có nhiều khi người khác cũng đưa mình, đừng đông qua gì. Cứ bình lặng mà sống. Rồi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.